muốn tham gia Shark Tank Việt Nam nhưng chưa biết làm thế nào? Đây sẽ là câu trả lời cho bạn. Có hai bước đăng ký tham gia. Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký bao gồm 1. Đơn đăng ký tham gia chương trình. Scan mã code bên dưới để tải đơn đăng ký. 2. Giấy phép kinh doanh, chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ nếu có. Bản scan có dấu mộc đỏ. 3. Hình ảnh người đại diện đăng ký và tham gia chương trình. Bước 2. Nộp hồ sơ đăng ký bằng cách truy cập website sharktankvietnam.com. Chọn đăng ký tham gia và điền đầy đủ thông tin theo mẫu. Đừng quên upload hồ sơ đăng ký của bạn tại đây. Nộp hồ sơ đăng ký online qua email sharktankvietnam@tvhub.com.vn hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng TVH, địa chỉ tầng 9, tòa nhà 51 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi thắc mắc hãy liên hệ ngay tới hotline 0962772632. Đăng ký ngay từ bây giờ để sớm có cơ hội đối mặt với cá mập. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa nốt cái offer cuối cùng để em chọn nhé. Là anh đồng ý đầu tư cho em 3,5 tỷ, đổi lấy 30% cổ phần. Và nếu mà em thất bại thì bản thân cái team của em phải về làm cho anh một năm. Anh đưa ra hai option để em chọn. Bây giờ tóm lại là em có hai offer nhá. Offer. Cái offer của Sắc Phú.